Cá lóc hả? Ủa, cá lóc. Ừ. Cá đỗ mang bự mấy. Ừ. Nè, các bạn nha. À. Được không? Ôi, sung mạnh. Cái tay kia ra mới thấy được. Rồi. Rồi, ok. Hello, muốn chào mọi người nha. Hôm nay lại đi chích cá tiếp. Mà phải đi con suối hồi bữa nữa. Anh đi con suối ở dưới đầu nguồn. Nó xa hơn một xíu, khó đi hơn một xíu. Đi có mấy thằng nhóc đi theo nữa. Rồi đi ốc quay có cá nhiều ốc quay lại cho mọi người xem nha. Ok nha. Hôm nay mới tuyển thêm được hai đệ tử. Rất là rồi. Xin lòng. Đây bà cậu đi nè. Cô bấm ơi. Đâu? Có ổ khóa rồi. Rồi xong phim luôn cái cổng khóa rồi mọi người ơi. Thông chốt sau đây. Sao? Rồi đi vào sao vậy? Đi theo chó kìa. Đi lại lên. Ok. Để suối này nha mọi người. Giờ bắt đầu xuống cá này. Lên xin. Nó có thằng nhấp mọc này đi nữa nè. Không biết là ăn được gì trong đây. Hai cha con mà chưa gì hết mà té mà rồi. Giờ mới bắt được một ếch bự lắm nha mọi người. Ếch cái này tất cả 60 kg á. Ăn hết đây nè. Chưa chích gì hết mà kẹp. Rồi từ từ để cái thanh trước. Ê, ê. Trời ơi, trơn quá mẹ. Chết chết ạ. Cái này nước lớn quá. Lên cá, lên cá. Đây không? Nè. Cái này nha. Nè, có lòng câu không? Bự bự không muốn ha. Ở này có một con khổng lồ này. Hoang này ăn được quá. Rồi cái này sâu quá sao đi qua được đây. Ăn rồi. Rồi. Ôi.
cái gì đây? Để mà được chết. Đang chưa không? Mấy bữa trên kia đâu có bà ngồi được. Ngồi đây. Ngồi quá trời mà. Đang đây. Đây 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 đây. Đây nè hả? Không. Nó đen 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 cái nó nằm. Á đồ. Nhập đi con. Ê cái này. Dục đi. Đâu mà. Vô cá ơi. Nay có trời cá nó chạy. Rồi, cá lóc này ơi. Cái con bắt. Từ từ. Cá lóc. Ấy nó nhảy không? Rồi, là con cá lóc mang. Đây này. Từ lúc con bỏ cá rồi em quay được chứ. Nhìn hấp dẫn không? Gái trắng nó nhảy nhiều lắm, có thấy không? Quay điện thoại lên không thấy được. Đây. Đâu, chưa đâu. Nó ồ. Thấy không? Ngoài lại nha. Nó kẹp miệng đó kìa. Ôi. Đâu. Thả rồi. Cái con cua nữa nè. Thôi đi, nhỏ tiếng về gũi tiếng đi bắt cua. Con cua nha. Rồi. Khi anh qua thôn lồn. Con cua ơi. Ui, khá to. Nào. Cua xuống nha mọi người. Dạ. Khi anh qua thôn. Cua mà thôi. Mình có một gốc cây. Cây này bị sét đánh hay sao? Thôi à. Nó dừa nó kìa. Cây dừa này cũng bị đánh ké đâu mọi người, nám đây. Để đây. Ốc cây dừa với rượu, ốc luôn chắc đôi với cây luôn. Ừ, dạ. Không xin về. Nãy ngồi chở xin đi, thấy trẻ luôn cái bàn tay ra luôn.
Quýnh ghê thiệt. Cái cây chết ghê lắm. Một bự ha. Đừng đổ hết cá nha. Ở thùng đây đây. Để hết rất vậy. Có một con cá đâu mang đây nè. Cái trong này nè. Giữa giữa đây nè. Đó, đó. Là chiếc đó. Đây rồi. Đấy hả? Đấy rồi. Nhỏ rồi. Con cá lóc nữa. Con này mình nghĩ một lạng, nửa lạng. À có thằng ấy nhảy chưa? Cái nửa lạng. Không phải một lạng. Không? Bắt đây, rồi. Có xíu rồi về thả hồ con. Vô cá, vô cá nữa nha. Nè các bạn. Hết hồn. Rồi, đợi luôn đây chứ. Kèn cua không à? Dạ. Bỏ tôi quần uống sao? Nó quen nhà nước rồi đó. Bánh cá nha, tiếp tục, tiếp tục. Bắt gì xin? Kim ca bắt. Cá đậu vàng rồi. Đây, giờ coi thêm. Chạy nữa không đạt, cũng chạy nữa. Rồi. Phải ra. Bỏ vô, bỏ vô. Cái suối này đậu mang nhiều lắm, giờ nó nhỏ rồi, trước nó mới to. Bữa trước được con bự lắm mà quay lại. Nhiều mấy tí. Giờ thì kia nó không lưu. Cá lau kiến nào cho hết cái thùng luôn, lấy rác ra cho thùng luôn. Cô cho mi ra bỏ lên. Ok, chào mọi người nha. Giờ bắt lên, giờ leo lên tới bờ. Đi nãy giờ cũng được 2 tiếng mấy, mệt quá. Người cứ mệt xíu về nhà ha. Về nhà rồi tổng thống kê chiến lợi phẩm nè. Quay lên nha, cho mọi người xem nha. Ok. Gắn cái gì á. Mưa nước nó đổ rác xuống quá trời luôn, ngạt suối. Gặp trên kia rồi, đi không được. Ủa vậy lần tôi đi, à, cái chỗ mà ngay cái cầu mới nó ngẹt được không? Ở kia mấy múc múc chát lên đó. Ốc kêu hả? Anh đuổi nhà em kêu, nó kêu làm chi? Múc vậy mệt.
Ok, được, vừa tới nhà rồi các bạn ơi. Giờ đổ cá ra cho các bạn xem thử cá nè. Rồi, lấy mấy cái lá ra Út. Này, mang su, nước hôm nay nó mưa nó lớn quá, cá nó đông tiêu hết rồi, không thấy cá nào. Cái cua, cái coi gì. Nè, sắp mấy cá lao kiếm nè. Lấy cái lá ra, lấy lá Út. Đó. Đó. Tắm cho con sẽ. Ok. Lấy cái con gì làm thức nha. Con đi. Mọi người nha. Quay đèn nha. Lấy con gì làm ăn đó. Chào mọi người đi Quốc. Để đó giờ làm cho. Lấy con gì kho ăn cơm. Chào mọi người nha.